Hiều vậy lấy cái đó hiều hư hết nha. Căng hâm lại không? Hả? Rồi bỏ cái mỡ đi. Bỏ mỡ. Kẹo rồi phải không? Nó tên lại chưa? Ừ. Thấy không? Nó bến lại rồi. Cần nhau một chút. Ừ. Nó bến lại nè. Thấy không? Ngon quá. Đây là món đậu phộng kho. Còn sữa tán vô đây được không? Không, không có gì, đừng làm cái gì để bỏ. Sao bỏ? Bỏ vô cái chén đi rồi nghiền nó lại. Để.